Đây. Ơi. Ơi. Hai bay làm gì vậy? Ai vậy? Ai là mắc hứng vậy? Phi bóng phải không? Bậy. Bây giờ không còn gọi là phi bóng nữa, mà phải gọi là phi công. Chào phi công. Ruột ruột. Bạn chào hai homie. Thôi, chào chào chào. Ôi. Trời. Công nhận mày đi Sài Gòn có một thời gian, mày da dẻ mày trắng hẳn ra. Rồi mặc đồ đồ xịn nè. Trời ơi, cái giải xịn quá nè. Chứ sao mày? Hàng hiệu đó. Hiệu Sale. Sale là hiệu gì? Nói chung là hiệu nước ngoài đó. Ôi, mặc đồ nước ngoài luôn hả? Ừ. Ui. Ruột. Trời ơi, cái nó đẹp. Đổi, đổi, đổi. Đây bạn. Đổi, 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 đổi. Ui, đẹp quá. Đó đây. Ui, ghê quá mẹ ơi. Nón này á, tao mua ở shop đàng hoàng đó. Shop gì? HTT. Shop nước ngoài luôn hả? Chứ sao, không, cái này của Việt Nam. Hạnh, hạnh thâm tay. À, mày đi Sài Gòn thời gian, kể từ tao nghe coi Sài Gòn chỉnh nó làm sao? Đã không mày? Thông báo cho hai người biết, kể từ ngày hôm nay, tao không còn là tao của ngày xưa nữa, mà tao đã chính thức trở thành nhân viên của công ty nước ngoài, được đi đây đi đó. Công ty của tao chi nhánh lớn ở nước ngoài, nó đặt chi nhánh tại Việt Nam, ở trung tâm Sài Gòn nha. Rồi nó còn đặt thêm các cái trung tâm ở quận, huyện, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là các tỉnh lân cận của Sài Gòn luôn. Mày lên chỉnh á, mày kiếm cái công chuyện gì cho anh em tụi tao lên chỉnh làm với mày. Ủa mà ở đây mày làm gì? Tao ở dưới đây tao chạy xe ôm tới ngày cũng có dư đâu. Chạy xe ôm đúng không? Ừ. Vậy là mày có tiềm năng rồi đó. Tiềm năng gì? Chạy xe ôm có năng khiếu gì đâu tiềm năng. Công ty của tao là xe ôm công nghệ. Xe ôm công nghệ. Ủa gì dưới quê tao chạy xe ôm, cái tao lên Sài Gòn tao cũng chạy xe ôm nữa hả? Công việc của mày á là chạy xe ôm truyền thống, là chạy ở các bến ghe, bến đò. Đúng rồi. Còn tụi tao á là xe ôm công nghệ, là chạy cho các người trong nước ngoài nước luôn. Ê, 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 ê. Cái gì? Nói nghe nè. Ngoài cái chuyện mà chạy xe ôm công nghệ á, ở trên trển á, có cái gì chơi không? Sao không mày? Ban ngày chạy xe ôm nha, ban đêm tao đi quẩy. Đi ăn vào chứ quẩy hả? Nói luôn. Yếu ờ. Đây nè, quẩy á, có nghĩa là đi vô một cái quán lớn thiệt là lớn, ở đó rất là đông người ha. Vô trong đó xong xuôi á, tụi tao á sẽ có đèn ha, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng nè, nhạc sập sình, tụi tao quẩy, nhảy, sắc lắc phai. Ăn uống ha, là ăn không phải là thức ăn thường dưới đây đâu. Ăn pizza. Món này á nó nhập khẩu từ Ý. Tao phải bắt nhân viên lặn lội qua bên Italia bởi hết. Xạo. Xạo. Cái này là xạo nè. Hồi nãy giờ nói tin nhưng mà cái này là xạo. Cái gì vậy? Mày nghĩ sao cái cục pizza đưa cho tụi tao ăn dễ răng hay gì? Nói ông nội ơi, nói lúa mà không chịu. Pizza là một món ăn được nhập khẩu từ Ý. Là nhân viên của đó, đó phải bắt máy bay đi qua Ý ở bển á ha, đem cái món đó về cho mình ăn. Tao sẽ dắt tụi bay vô đầm sen với suối tiên, trong đó ngoại trừ có sở thú nha, còn có thêm á là chơi trượt nước đồ, chơi đủ thứ trò chơi cho có luôn. Ê, phi bóng, phi bóng, mày cho tao đi đầm sen cho tao đạp vịt đó. Đó giờ tao chưa biết đạp vịt là gì. Ơi ông ơi, lúa ơi, ở đây lùa vịt không? Ở đây lùa vịt đá lên đánh đạp vịt nữa. Ê, giờ mày dắt tụi tao đi liền đi. Hai bay suy nghĩ kỹ đi, coi chuẩn bị đồ đạc tiền bạc xong xuôi tao về thăm ông bà già tao xong tao liên hệ hàng bay đi được chưa? Ờ ơi, thì bây giờ bạn về bên đó đi thăm chú với cô đi, rồi bắt đầu qua bên nhà tôi nhậu. Ừ, ok vậy. Ừ. Là mình sẽ hẹn gặp hai bạn chiều nay để mình về thăm ông bà già mình cái. Ờ đi nha. Bông phí, bông phí. Ê lộc phi bóng luôn. Tắm rửa, nhớ tắm rửa là hết rồi nha. Rảnh rảnh qua nhậu chơi nha mày. Ok, chiều nay nhậu xả láng luôn. Rồi rồi rồi. Đi nha.